là The Phát Thanh Xã ở Tây Nguyễn Tây Giang, giới thiệu ngà hậu internet, bò con bò cốt bọn thân mấy. Ngà Nam Thông Tốt tới đây sẽ tổ chức ngà hậu internet nữa. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cô khỏa nên sử dụng máy tính và tri nhập internet trên bàn lỡ Việt Nam do quỹ bị từ trợ. Đến với nhà hậu này, bò con bò cốt bọn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và internet miễn phí. Từ đó bò con có thể nhận thấy rõ internet sẽ mong lựa những lợi ích thiết thực như thế nụ trang hoạt động sản xuất cũng như trang cuộc sống hàng ngày của bò con. Đang thời nữa, ngà Nam có phương tiện thông tin để chúng mày còn phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất nữa thì đến internet với những ưu thế vượt bậc. Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống xã hội, tác động đến nhiều mặt của lĩnh vực trong cuộc sống. Đối với bà con nông dân, sử dụng internet sẽ giúp bà con tiếp nhận